bị gì thần kinh à? Hả? Trời ơi, đừng khoe nữa. Hả? Sao ăn? Sao ăn cái này? Hả? Sao ăn cái này? Không thích à? Không thích ăn cái này hả? Không thích ăn mì ống này à? Hả? Sao? Không thích à? Ai ba bế nào? Ba treo nào? Con khoai à? Hả? Chạy đi kìa. Nhìn chưa? À, còn nghít bật cờ khoai nữa. Thông minh à? Bé này. Thông minh. Rồi. Lần sau không làm mì ống ấy nhá. Nóng nhá, lần sau không đụng vào đấy nhá, nóng đấy nhá. Nào, có miếng, ba cắt miếng nhá, từ từ nào. Ba cắt miếng nhá, nào, không ăn lên đổ ra đây này. Cắt miếng nhá. Nào, đứng vào đây. Nóng. À, kia vào đây, đứng vào đây. Mình ngồi xuống. Phải rất là ngon, nóng lắm nhá, đánh nóng nhá, đánh nóng chơi tí nhá, chờ một lúc lại, ok, hiểu rồi. Áo đây, bộ áo, anh tay cho lại cái áo này, nha, cái bàn này. Rất là ngon em, bì lương khoai rất ngon mọi người nhé. Rất là nóng đi. Nóng. Ngon. Rồi bà con. Ê, biết chưa? Biết chưa đó. Nóng lắm, nóng. Quả bi đấy, nha, cầm tiền này, đi cầm đấy, này vào đấy, đi vào đây, ngon không? Ngồi xuống. Có bia đấy chứ có làm bia đâu mà. Nào đây con này. Ngon không? Vậy á. Ăn tiêu đấy. Đó. Đó. Ngon không? Nhá. Dạ. Nào. hả? Ừ? Đi con nào. Bà này. Nói lên. Hả? Anh ấy, anh ngồi cái tay bên tay.